Nhá. Hôm nay em tiếp tục đánh một cái vườn của một chú ở Quan, huyện Đơn Hùng, tỉnh Phú Thọ. Chú có 160 tổ. Bây giờ anh em đang tiến hành để bắt. Anh ơi, cho vào cái thùng này này. Cái thùng đấy để tí thùng này nó hơi ướt. Thùng này nó ướt với này nó mùi nó tí phải rửa ạ. Cái này bột trang rồi. Còn lấy cái đổ đá này đi. Ở đây có cân này chứ nhỉ? Có cái cân to này kia đấy. Cái cân bé thì nó chém đi. Lấy cái cân to kìa. Cho thùng một cân to. Cái bộ quần áo này thì chỉ có một quạt thôi anh em nhé. Nhưng cái bộ này nó thông hết, người chỗ nào nó cũng thông, thế là nó cũng mát đều ạ. Quay đứng lên thì đẹp hơn, còn có xem không? Không, đang quay ngang này. Đứng không được cái phần. Chú kéo hộ anh vào cái khóa cái. Rồi, ngon rồi. Đây quay ong rồi. Đã được một thùng về. Một chuyến về rồi nha. Nhấc lên. To nhưng mà mẹ. Nó đang làm trướng này đéo luôn. Nhiều chỗ. Bé này. To nhưng mà rất ngon. Không được đẹp lắm. Xong cái này. Cái này cháu cho YouTube nên mà nó phải ngang. Nếu mà xem ở TV, nếu quay đứng thì nhìn nó bé tí. À, nó kéo. Kéo xuống thùng xốp. Có đấy. Được. Đây à. Chú có đeo kính bên trong nữa không? Có. Đúng rồi, đeo. Kính nó đại chết. À. Bộ này thì nó thoáng hơn không? Ừ. Thoáng hơn nhiều. Kể là cái khoảng đấy. Anh bỏ cái dây theo à? Đẹp quá. Vâng. Này quá đẹp.
đều đều như cái tầng này được. Ừ, nọ bóc nó tất như này mà. Đẹp lắm rồi. Đây tuần trước. Hôm nay nó mưa không đều. Thôi ăn đợt 2 thôi. Ông rồi chú chưa năm nào thất bại như này đâu. Đợt 2 cơ mà. Ngang đợt đầu luôn. Hôm qua ở dưới vườn của anh Thắng còn chán lắm. Không, hồi đấy thì không may được. May được cái loạt đầu luôn. Tổ này lại được khoảng trong giữa. Cái vườn ong này của chú là chú cho ăn rất cẩn thận. Rất cẩn thận nhá anh em nhá. Nên là chẳng qua năm nay là cái thời điểm nó đẹp chú muốn bắt thì giá ong lại rẻ. Chỗ đấy chứ treo cao lên luôn đi. Không, tầm này nó sợ chỗ nó trũng nước không? Không. Ui, tổ này đông quần thế nhỉ? Mà ra cái tướng non rồi thì được thì không cần phải gạt.
ong vườn nên là ong tấn công rất rất ác anh em nha. Nên là bắt ong vườn anh em nên phải trang bị cẩn thận. Cái này cũng to ghê đấy. Tầng đấy không thì cắm lại hết tầng đấy luôn này. Cắm lại hết cho em. Cắm lại hết đi tầng đấy. Hết đâu? Ừ. Anh có dây đi chưa? Cắm lại hết đi kệ vì cái tầng nó lỗ chỗ lắm. Dây đây anh ơi. Những cái tầng không có nhộng như thế này thì anh em lên cắm lại anh em nhé. Cắm lại để mình lấy cái lót sau thì nó sẽ đẹp dày hơn. Chuối treo cũng thưa thôi nên là không treo dày nên là bát nó cũng đỡ loạn hơn, nhưng mà treo dày thì nó đánh nhau nó lõ loạn lắm. Chú vừa bóc chỗ này à? Đây khi cắm nó lại là mình cũng úp nó lên làm cho nó thì nó sẽ nhanh. Giả dụ gặp ngày mai nó mưa hay chiều nó mưa thì nó cũng đỡ, mình đậy cho nó cái nắp. Thank you.
này lộn rỗ hết rồi. Cái thùng xốp chú vẫn để bên kia à? À bên kia. Trèo ong thì anh em cứ treo những cái chỗ nào nó mát như thế này anh em nhé. Nó cứ có mát, râm mát như thế này thì nó sẽ phát triển hơn. Nhưng mà cũng đừng chỗ nào tùm rậm quá. Chỗ nào tùm rậm quá thì nó sẽ ấy, nó sẽ cái đường bay nó đi cái mồi nó sẽ hạn hẹp ấy. Để cho chú bắt nốt tổ này chắc là cũng hết ở khu vực ở mé đằng sau vườn rồi. Thì nữa mới ra đằng chỗ bờ hồ. Đây cái bộ quần áo này thì nó sẽ thông hết lên anh em nhé. Nó thông, lúc nào nó cũng chỗ nào nó cũng thông, kiểu nó bằng lớp vải. Bên trong nó là cước. Cước người ta đan dày vào nhiều lớp đấy anh em. Đấy thì là nó cứ lồng phòng gần giống như kiểu cái xốp mút ấy, mình bóp vào nó lại lẩy ra. Đấy. Còn đâu cái loại bằng bạt như vừa nãy mình cũng quay một anh mặc bộ bằng bạt. Bắt trong vườn bộ đấy của anh còn lâu rồi ấy, nhưng mà vẫn bắt ok. 3 năm rồi. Bộ đấy chắc của anh cũng phải 2 đến 3 năm rồi. Anh vẫn bắt ok. Chả có vấn đề gì cả. Đi vào ông vườn này thì anh mặc thêm một cái quần áo mưa nữa. Tại vì cái quần nhiều lúc anh em trượt cây nó hay dính mòn á. Nên là mình cứ mặc thêm một cái quần áo mưa nữa. Đây là kiểu đi đánh ong vườn á, anh em cẩn thận. Trên đâu đi rừng nó chỉ một tổ, mình lao vào phát mình lấy phát là mình ra luôn thôi. Nên là quân nó cũng không bâu vào nhiều. Chắc ở khu vực chỗ này chắc hết rồi gì chú? Chú đang gạt lại con tướng. Cái bộ này nếu mà có gió này nha anh em nha. Cái bộ nó có gió, gió vào mát á. Cứ thông thông luôn ạ. Thùng xốp đấy không? Thùng xốp tận đằng kia cơ. Để
để cho anh xem. Cái chỗ này là chú có cái hồ câu cho họ câu giải trí. Nên là khu vực này hai bên đều là núi hết. Nên là ong rất nhiều đường bay để đi kiếm mồi. Chú cũng phải cho ăn thêm đấy. Cho ăn thêm thịt gà với cá. Thì nó mới phát triển đấy. Đấy cái tổ mình vừa mình bắt đây. Chú đã cắm lại đây, để một lúc quân nó đã bâu vào hết rồi và đang lại tiếp tục xây tiếp. Khoảng tầm 20 ngày nữa thôi là mình lại bắt tiếp. 20 ngày là nó sẽ đẻ nhộng rồi và vào bọc rồi. Đấy, chú đang đậy cái nắp trên này. Chú đi luôn ra đằng đấy à? Thế thì cháu cho thùng xốp về nhá. Thùng xốp đầy rồi, tận đằng kia cơ. Nhiều tướng lắm chú ạ. Có mấy con tướng non hiện rồi. Đấy tổ này nó đây, đây là cái con tướng chú non nhé, chú non anh em ạ. Nhiều chú non rồi.
bên trong ấy chú, chỗ gốc mua kìa. Cháu đưa cháu cầm con dây thép. Cục này to đấy. Đấy con ngay ở ủi mấy con đấy đấy, con gần bò sang tay kia đấy, chứ sắp bò xuống. Vâng vâng, ủi mấy con này chú, cứ vuỗi hết mấy con này xuống, con nào cũng thấy to. Tướng già nó đen hơn. Đấy 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 đấy, đây con đấy được vỗ vỗ già hết, vỗ to già hết. Bát phát tan hết, ong nó ngoái mà bát thế này nó cuốn thành cục rồi. Ong bị thuốc. Được rồi, không có gì đâu rượu. Đây đây, cái kéo này. Đây.
sổ này cũng được anh em này. Mấy cái tầng dưới này nó cũng đều này, thì này gọi là được. Chứ đâu tầng mặt còn được, mà mấy tầng trên kia nó cứ rỗng ở trong giữa thì chả ăn thua. Có mà mình nuôi to thì nó cũng chỉ đạt hơn cân tí thôi. Nó rỗng hết giữa. Nhìn cái to đành nhưng mà lại rỗng giữa thì không ăn thua. Đây tôi nữa. Đi treo khắp theo cái vùng hộp này. Tổ này cũng đạt phết nữa. Tổ này cũng nặng anh em ạ. Chú vỗ vỗ cho nó ra, nó có ra. Sau một tiếng đồng hồ, chú mới nẹ hai anh em đã bắt được ngần này. Mình cũng vào để cắt tỉa dần. Còn đâu chú mới nẹ anh lại bắt tiếp. Bắt cái đợt này thì có tổ thì nó lỗ chỗ ra. Có tổ thì đẹp.
bắt tháng trước thì có khả năng sẽ đẹp hơn, mà nó tùy từng chỗ, không phải chỗ nào nó cũng đấy anh em. Thôi mình xin kết thúc video ở đây nhá. Anh em nhớ đăng ký kênh để tiện theo dõi các video tiếp theo mình đưa lên nhá. Cảm ơn tất cả mọi người.